Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn xem giường mới mình mới mua, người ta giao đến cho mình và ráp xong cái giường cho mình rồi các bạn. Giường và tủ. Mình mua một bộ giường, hai cái bàn để đèn đầu giường á các bạn. Cái đầu giường này cái kiểu người ta điêu khắc rất là đẹp luôn. Còn bên đây là cái tủ kiến nè các bạn. Người ta cũng ráp xong hết cho mình rồi. Nguyên một bộ nó cái kiểu giống nhau các bạn. Người ta tới giao đồ cho mình các bạn. Mua tủ giường ở cái tiệm đá ri kính quay hàng. Kiến các bạn là tủ bàn phấn á. Đây là miếng kiến để gắn lên cái bàn này. Rồi mình lấy cái khăn ra, tại cái khăn mình tự dựa vô cái tường á. Để kéo cái này ra một tí con hả? Nãy quên kêu nó kéo giùm mình. Nó hơi sát vô tường một tí hả? Bé đi phụ em nặng quá tí xíu thôi rồi tí nữa rồi để thiết cái đầu giường nó ngã vô trong á. Lấy thử cái đấy đi. Good morning. Good morning. Hôm nay buổi sáng người ta giao giường tới cho mình các bạn, giao giường với tủ. Đẹp không? Đẹp. Mình thích không? Thích. Mình thích lắm. Đây hai cái tủ mình để đèn nè. Giờ mình mới vừa dọn để hai cái đèn ngủ lên cái tủ đèn hai bên. Còn đây là cái tủ kiến đó các bạn. Tủ thường gọi là tủ trang điểm con hả? À. Cái đầu giường, cái kiểu đầu giường này đẹp con ha. Dạ đẹp lắm. Đẹp đấy. Còn bên đây là cái đuôi giường á các bạn, nó làm cái kiểu rất là đẹp luôn. Mình đi đến tiệm bán giường tủ bàn ghế mình rất là thích, nhiều kiểu lắm các bạn. Mình chọn cái giường kiểu này. Thì gắn cái nón cái đèn lên. Nãy dọn gấp gấp cái đụng nó rớt. Đẹp quá. Ok. Cái tủ người ta giao cho mình xong rồi, giờ mình lau sạch sẽ, giờ mình trải cái miếng này lên. Còn đây là cái tủ mình để đầu giường á các bạn, cái tủ để đèn ngủ á. Mình để tạm cái đèn ở đây. Lát nữa mình để nệm lên xong rồi mình mới sửa lại cho nó ngay ngắn các bạn. Cái bàn để đầu giường đèn ngủ á các bạn. Cái mặt bàn rất là đẹp luôn, mình rất là thích cái mẫu này. Mấy cha con giờ ráp cái nệm lên cái giường. Cái này là cái chân,
cái chân của cái giường, mình để một lớp ở dưới trước. Rồi tối hai cha con coi như là tháo cái giường cũ ra đã đời luôn, để sáng nay cho kịp người ta tới, người ta có chỗ người ta giao giường này cho mình đó các bạn. Rồi mình để thêm một miếng nữa. Hai cái chân giường nó nhẹ các bạn, cái tấm nệm nó mới là nặng. Thường xoay khiên là cái miếng chân giường nó 2 miếng, còn cái chân giường của Queen thì nó chỉ 1 miếng thôi các bạn. Dạ, sửa lại cho nó đều không. Wow, hai chị em làm xong cái chân giường rồi. Giờ mình để cái nệm lên nữa là được con ha. Dạ. Khiên cái nệm lên rồi mà quên cái miếng lót ở dưới cái chân. Ok, giờ mình lấy cái miếng lót con. Cực thêm lần nữa. Mình trải cái miếng chân giường xong rồi các bạn. Con gái giờ đang chỉnh sửa lại một chút. Có các con mình phụ đỡ lắm các bạn. Giờ mình trải nệm bọc lại tấm nệm con ha, trải ra giường. Good job. Thank you, baby. Còn đây là cái tủ cao các bạn, cái tủ lớn. Tủ này nó có 4 cái ngăn, 4 hốc tủ các bạn. Đựng được nhiều đồ. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Để mình mở cái hộp tủ ra nha. Wow, nghe mùi cái gỗ của nó. Cái trong ngăn tủ là nó làm bằng cái gỗ như vậy các bạn. Còn cái hộp trên này, hộp trên này thì nó dán cái miếng nhung đen á các bạn. Cái tủ đèn ngủ này nó có 3 ngăn các bạn, một ngăn nhỏ với lại 2 cái ngăn lớn này. Cái hoa văn dưới cái chân rất là đẹp các bạn. Giường mới mình thay luôn gối mới cả nhà. Trải ra giường mình mặc cái tấm ra giường ở dưới rồi, còn cái tấm này là tấm trên nè. Mình mặc áo gối. Giường mới cho gối mới luôn. Cho ở đây tiếp tục mặc cái gối này nữa. Bây
cái gối của ra giường lớn nữa. Đây, cái gối của cái bộ ra đắp đó cả nhà. Mình cho cái tấm nệm đắp lên đó cả nhà. Bên mình mùa đông cho nên xài cái tấm nệm đắp dày. Mình sắp lại như vậy á. Xong một cái giường mới, ra mới. Để mình lấy thêm cái gối, hai cái gối nhỏ nữa. Rồi mình cho hai cái gối nhỏ lên nữa. Xong một cái giường. Love it. I love it. I love it too. Ta-da. Chúc mừng, chúc mừng. Thank chúc mừng you. Mami. Cái giường mới, tủ mới. Hai má con giờ khiêng cái ghế. Để ở chỗ cái giường. Wow, very cool. Yeah, ngồi xuống rồi con gái. Ghế mới đấy. Ta-da. Yeah. Rồi, chờ người ta giao bộ giường cho con nữa. Dạ, yeah, ok. Ở Mỹ bây giờ các bạn ơi, mình mua đồ á, lâu lắm người ta mới giao đồ cho mình. Chứ không có như lúc trước mà mua chừng 10 ngày, một tuần là có hàng, giờ không phải vậy nữa. Phải chờ tới mấy tháng luôn á cả nhà. Mình chia sẻ cho các bạn xem mấy cái bông hoa tulip màu tím đậm. Rất là đẹp luôn các bạn. Hoa có ánh sáng ban ngày á, cái nó nở như vậy nè. Nó đi theo hướng ánh sáng cả nhà. Xong một cái phòng có đầy đủ bàn ghế, giường, tủ. Mình chia sẻ giường mới đến đây. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chen Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye, bye, bye. See you next time.